Chào các bác, cấu hình này thì thằng Audo sẽ ghép cặp Onkyo D1000 này với cả Omni Pioneer 717. Đấy, clip trước thì có ghép với con A925. Thì sẽ là một cái sự so sánh nho nhỏ khi mà các bác sẽ trải nghiệm qua hai clip. Clip Onkyo D1000, loa Onkyo D1000 ghép với Omni Onkyo A925. Và Pioneer, bộ này là bộ Pioneer, Omni Pioneer 717 ghép với cả loa Onkyo D1000. Các bác sẽ xem hai clip và các bác so sánh cùng một đôi loa nhé. Thì ghép hai con Omni khác nhau thì cái chất âm nó sẽ khác nhau, chất âm nó sẽ khác nhau, và đương nhiên là về cái giá trị nó cũng sẽ khác nhau, cái giá thành nó sẽ khác nhau. Đấy. Em sẽ đưa cho các bác những cái phương án phối ghép như thế để các bác có cái sự chọn lựa. Quan trọng nhất là cái chọn lựa. Khi mình cảm thấy nó ưng nhất thì mình quyết. Đấy, các bác đang nhìn thấy loa Onkyo D1000 nhé. Onkyo thì nó ít khi làm dáng cây các bạn. Dáng cây thì nó không nhiều bằng dáng thùng. À, đây là cặp dáng cây vừa mới khui xong. Các bác nhìn thấy xốp vẫn hơi bẩn bẩn. Đây là con âm đi Pioneer 717. Sở dĩ tại sao em đánh 717 vì con này chạy hai nguồn. Nó chạy hai biến thế nguồn thì đồng nghĩa với đánh nó sẽ lực hơn. Thì em muốn là nó lực để đáp ứng được cái lực của cái đôi D1000 này. D1000 thì nó sở hữu bát 27 màng carbon. Tuy nhiên thì cặp này chung cũng carbon luôn nhé. Màng chung cũng là màng carbon luôn. Cặp này cao khoảng 1 mét và trọng lượng nặng thì rất là ấn tượng. À, cái đôi này nặng 66 kg. Thì em hay nói vui là phong thủy đấy. Giống như cặp Onkyo D772X là nặng 68 kg. Lộc phát, cặp này là lộc lộc. Với cái cấu hình này thì tiếng nó sẽ rất là mộc mạc, ấm áp, chi tiết. Còn những cái dòng 717, 838 thì em có chia sẻ qua rồi. Cái phần âm sắc của nó thì không mạnh mẽ, công suất thì nó rất tốt, nhưng mà dòng này thì nó sản xuất ra là thiên chơi những cái dòng nhạc nhẹ nhàng, trữ tình, mềm mại, chứ không phải là âm sắc. Do vậy nếu anh em mà thích nghe kiểu dạng âm sắc thì hãy tận dụng cái phần công suất khỏe của một con 717 và kết hợp thêm cho em một con vang hoặc một con equalizer. Đấy, thì 717 thì anh em có thể kết hợp con vang Pioneer 3 con 3, 3 con 5, 3 con 7. Với trường hợp anh em thích com lê. Không thì anh em có thể ghép về Equalizer Victor rồi GBC Sansui nhiều loại. Đấy, còn với vang thì có nhiều loại DBX, JBL. Đấy, rất là nhiều cấu hình để anh em lựa chọn. Tuy nhiên đây em quay là sẽ là một bộ cơ bản. Một bộ cơ bản. Và luôn luôn khuyên anh em như này, rất nhiều anh em qua shop thì mua, nhưng mà hay nói là mua tiện mua thì mua luôn quay, hoặc là mua lên shop, hoặc là mua thêm vang, hoặc là mua thêm loa tay, nói chung là như. Nhưng mà em thì em vẫn khuyên là anh em vẫn nên chơi thử một bộ cơ bản. Khi anh em về nghe cảm thấy, tức là tai của các bác thẩm âm nó sẽ khác. Thì các bác nghe cảm thấy nó thiếu cái giá gì. Giả dụ các bác nghe về các bác bảo chưa ưng, các bác muốn nó nhiều tép lên, thì em có thể bổ sung cho các bác rất là nhiều phương án. Phương án có thể bổ trợ thêm cho các bác quai bổ, hoặc bổ trợ thêm cho các bác vang, hoặc là thiết kế thêm cho bác một con tép chẳng hạn như thế, hoặc một con loa lời để có trụ cả chung cả tép luôn. Đấy, nó có rất là nhiều phương án. Nhưng khi mà các bạn về trải nghiệm những bộ cơ bản rồi ấy, thì hãng nghĩ đến cái kia cho nó đỡ tốn kém. Đấy, tiêu chí là như vậy. Bây giờ em sẽ test thử cái bản nhạc với cái bộ này nhá. Sau đó anh em xem thử lại cái bộ Onkyo âm ly Onkyo A925 ghép với cả Onkyo D1000 để anh em có cái chọn lựa nó chính xác nhất. Đấy, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Trôi vẫn trắng sữa phong sương.
trăng sáng soi.